Xin chào các bạn, trong video này thì Quân Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ý tưởng rất là hay để mà tạo ra thiết kế icon app một cách nhanh nhất với những cái hướng như thế này. Thì đây là cái thinking of design về cái tư duy để mà mình đưa ra cái hướng thiết kế một icon. Thì trong phần này thì mình sẽ lấy cái app note để làm demo một cái ứng dụng để mình thiết kế cái icon app ha. Trong cái app note thì các bạn sẽ liên tưởng đến những cái gì đó, note là nó liên tưởng đến cái phần bút này, cuộn sổ ghi chép này và những cái dòng note này, đúng không nào? Thì tất cả những cái này là mình là gọi là những cái material mình sẽ liên kết lại với nhau để mà tạo ra những cái idea cho cái bản thiết kế của mình. Thì mình sẽ qua bên cái photobia. Các bạn mở cái photobia ra, và trong photobia này thì các bạn cần phải tạo ra một cái dự án mới. Các bạn click vào đây, và trong phần này thì các bạn gọi là cái chuẩn của icon app á, thì gồm có 512 và nhân 512 với một tỷ lệ là vuông, và sau đó mà các bạn kích chọn tạo ha vuông như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ xác định cái màu sắc chủ đạo của ứng dụng của mình là gì. Thì các bạn qua color hatch và chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc theo cái sở thích của mình, hoặc là nó phải phù hợp vào cái loại ứng dụng của mình, gọi là cái ngách của mình. Thì trong phần này thì mình sẽ chọn cái background của cái icon app của mình là cái màu vàng đà này ha. Thì mình sẽ copy vào đây, và trong cái ô ở bên cạnh là cái menu tool ha. Menu tool này thì các bạn click vào trong cái ô màu sắc ở đây, màu đen màu trắng này ha. Thì mình sẽ click vào trong cái ô mạng màu ha, mình Ctrl V để mình dán vào mình không cần dấu thăng này. Ok, sau khi xong rồi mình chọn ok nhé. Và trong mình click vào cái background của cái layer, ở bên này là layer ha, mình nhấn on delete. Thì như vậy là mình đã tô cái màu này cho icon app mình rồi. Thì mình quay lại cái mindset để mình tạo ra idea. Thì đối với app note thì mình sẽ chọn cái bút và cuốn sách, đúng không? Thì về sách ghi chép thì mình gọi từ khóa là notebook ha. Ok, ở trong phần một notebook này thì mình sẽ tìm ra một cái icon free nào đấy và mình muốn sử dụng nó, và mình mix lại ha. Đây, có thể mình có thể sử dụng cái thằng này ha, mình download thằng này về. Tại sao xem dưới này có còn cái gì không. Có thể là mình chọn cái mình chọn thằng này là tốt hơn á. Mình có thể chọn thằng này ha, download thằng này về. Sau khi download thằng này về xong thì bên này thì mình sẽ gọi thêm một thằng pen là cái bút ha. Thì trong phần pen này thì mình sẽ kiếm một cái bút nào đó cho nó đẹp, và mình có thể là hòa trộn vào cái icon là cái notebook đấy. Ok, có thể là mình sẽ sử dụng cái bút này ha, cái bút nó có màu đồng thế này luôn. Cái này sao, cái này đơn giản hơn này ha. Rồi mình sẽ bờ cái này, mình download về. Rồi thì như vậy là mình đã download hai hình ảnh rồi, và trên cái nút thanh download này mình vô photobia, và trong cái thanh download ở trên này nè ha, mình sẽ kéo cái nốt này vào. Nó nằm ở phía dưới rồi, mình kéo lên trên. Rồi thì đây là cái đấy, đây là cái icon notebook ha. Mình kích chuột phải ở trong cái layer bên phải này nè, kích chuột phải, và mình sẽ chọn cái đổi lớp rồi ảnh thành writer, và sau đó mình sẽ chọn cái công cụ này ha, cái công cụ vuông tròn ô vuông này. Mình sẽ chọn trong những cái hình ở trong này nè ha, mình chọn bao trùm cái này, mình nhấn Ctrl Delete để mình xóa cái nội dung ở bên trong. Rồi thì đến tiếp theo mình sẽ vào trong cái phần tải xuống này nữa, cái nút tải xuống ở phía trên bên phải ha. Các bạn kéo cái band này vào, cái này kéo thả rất là dễ ha. Đó, mình sẽ xoay cái thằng này lại ha. Rồi, ok. Và scan cho nó nhỏ lại. Cái tỷ lệ của cái bút này thì các bạn bỏ cái khoảng là 2/3 thôi ha. Thì nó nằm như thế này. Ok.
Thì cái này cái bút này á, thì mình sẽ xem lại nó thẳng đứng hay chưa. Thì mình cần phải xoay lại một xíu. Trong phần thẳng đứng hay chưa thì mình nhấn Ctrl R để có những cái rule ở đây nó hiện ra, và mình kéo cái rule này, cái lưỡi này ha, và mình zoom lại, giữ phím on và các bạn zoom lại ha. Các bạn sẽ căn chỉnh lại cho cái bút này cho nó thẳng. Ok, theo cái rule này ha. Sau khi căn chỉnh thẳng rồi á thì mình sẽ căn chỉnh lại cái này ha. Scale cho nó to lên xíu nào. Ok. Rồi, mình nhấn Ctrl H để nó ẩn cái này đi. Rồi sau khi xong rồi á thì mình sẽ qua bên flat icon tiếp. Và trong cái phần flat icon này thì mình sẽ search cái notes. Để làm gì? Mình sẽ lấy những cái dòng nốt ha. Đây. Mình xem lại cái icon app của mình nào. Ở trong phần icon app của mình thì mình cần phải có những cái dòng nốt nha. Rồi mình có thể là chọn cái dòng nốt cái nốt này ha. Mình download về nào. Download nốt này về. Ở trong phần download nốt này về, mình qua Photopea và mình sẽ kéo cái nốt này vào ha. Kéo vào và đưa lên trên cái page ra. Trong cái phần nốt này thì mình sẽ kéo lại nhỏ lại ha. Đấy. Trong phần nốt này thì mình cần phải ẩn cái background này đi. Sorry, ẩn hai cái chain này đấy ha. Rồi, sau khi xong rồi mình sẽ kích chuột phải chọn là chuyển thành lớp ảnh writer, và mình sẽ chọn cái vùng tròn phía bên trong này, và mình nhấn Ctrl Shift Y để đảo ngược lại vùng tròn, và mình xóa đi phía bên ngoài Ctrl D đấy, và mình mở cái này lại ha. Trong phần đây là những cái nốt, cái nốt này mình có thể đấy, thì mình có thể là kéo dài ra một xíu ha, như ship kéo dài ra này. Ok ha. Ctrl H. Rồi, sau khi kéo dài ra thì trong cái line, cái nốt phía trên này thì mình có thể là giữ phím on và mình sẽ kéo ra ha. Đấy, mình sẽ kéo ra. Ok. Và mình sẽ chọn vòng tròn hai cái này và mình nhấn select tool là cái công cụ vòng tròn phía trên này, và mình kéo lên ha, mình kéo lên thêm một cái nữa ha. Rồi ok, thì như vậy là đã xong về cái một cái icon. Thì trong phần background này mình sẽ khóa cái background này lại ha. Đây mình khóa cái background này lại thì mình sẽ bôi đen cái này, mình cho nó nhỏ lại một xíu ha. Ok, thì như vậy là xong về cái phần thiết kế cái icon app ha. Mình thiết kế xong ở trên Photopea này, thì khi mình muốn xuất ra thì các bạn chọn vào menu tiệp và mình chọn xuất dưới dạng, và các bạn chọn là PNG. Thì như vậy là mình sẽ xuất cái app này dưới dạng PNG để mà đưa vào trong cái ứng dụng của mình, trong source code ứng dụng mình, để mình thay đổi cái tất cả mọi cái icon app của mình ha. Rồi các bạn chỉ có chọn lưu và lưu file icon app mà PNG này thôi. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để một đường link thông báo khóa học quá trình một kèm một reskin app hàng tháng cho một số bạn không cần biết lập trình và không cần ngồi code, các bạn có thể tham khảo nhé.